Rồi, trước tiên mình sẽ hướng dẫn sử dụng ChatGPT miễn phí ha. Bạn vào Google, bạn gõ ChatGPT miễn phí chân đất. Ok, đây sẽ ra cái trang chân đất này ha. Bấm vô. Đó, thì cái đây là cái trang mà ChatGPT miễn phí mình đã tích hợp vào chân đất blog này ha. Bạn kéo xuống chỗ này, rồi bạn sử dụng thôi. Bây giờ mình sẽ demo thử ha. Hỏi tiếng Việt hay tiếng Anh gì cũng được các bạn. Tiếng Việt đi, ví dụ như là đi cắm trại cần chuẩn bị những gì. Đó, thì nó sẽ suy nghĩ ha, và nó đợi một hồi nó sẽ ra câu trả lời cho các bạn ha. Nó hơi khác so với bạn hỏi trên cái web của ChatGPT là nó sẽ ra hiện câu trả lời từ từ. Còn này là đợi một hồi nó ra luôn câu trả lời ha. Thì cái này, đó, đây, đi cắm trại hoặc là thú vị thư giãn, cần chuẩn bị lều trại, bình nước, đèn pin, dao, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm, nước uống, túi đựng rác, kem chống mũi, đồ dùng cá nhân, vân vân. Đó, thấy không? Cái này là ChatGPT hàng xịn của OpenAI đó các bạn ha, chứ không phải là hàng fake gì đâu. Rồi, ok, hỏi thêm một câu nữa thử ha. Làm thế nào để được tăng lương, ví dụ vậy, enter. Rồi, đây, câu trả lời này ha. Đây là tăng lương thì bạn phải hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp hiệu quả, tham gia các dự án mới, đóng góp phát triển công ty, nâng cao kỹ năng, tìm kiếm trách nhiệm và những cố gắng đạt mục tiêu cho cá nhân công ty, tìm hiểu mức lương trung bình của công việc. Đó, đại loại là như vậy. À, rồi, thêm một câu nữa thôi nha. Thử nghiệm ha. Ví dụ như là tôi muốn học lập trình Python thì phải bắt đầu từ đâu? Đó, ví dụ như là ai muốn học lập trình hay là học môn gì đó ha, mà chưa biết bắt đầu từ đâu có thể hỏi ChatGPT, nó sẽ tư vấn cho các bạn. Các bạn có thể hỏi càng chi tiết càng tốt ha. Ví dụ như là tôi chưa biết cái gì hết về lập trình đó, hoặc là tôi học chuyên ngành về kinh tế mà muốn chuyển qua học lập trình thì cần bắt đầu từ đâu? Đó, bạn hỏi càng chi tiết thì ChatGPT nó trả lời càng chi tiết cho các bạn. À, đây. À, nếu mà muốn bắt đầu nè, tìm hiểu cơ bản về Python nè. À, tìm hiểu các công cụ hỗ trợ ví dụ như là PyCharm, Visual Studio Code, Sublime, rồi thực hành, rồi tham gia cộng đồng. Đó. Rồi ví dụ như là cho tôi gợi ý cho tôi một vài website để tôi tự học Python. À, ví dụ vậy. Đó, thấy không? Đây là nó cho một vài cái nè, nhưng mà bạn cần phải kiểm tra lại nha. Những cái link này chưa chắc đã đúng đâu các bạn. À, đúng nè, ha. Đây, bạn refresh lại, nó vẫn lưu lại cái kết quả hỏi của bạn ha. Đây, đó, những gì bạn hỏi nè, nó vẫn lưu lại, chừng nào bạn muốn xóa hết, bạn bấm clear. Thấy không? Đó. Rồi, ok, đó là xong cái phần demo mà dùng ChatGPT miễn phí ha. Bạn cứ lên Google, bạn gõ ChatGPT miễn phí chân đất. Đó, nó sẽ ra cái website này cho bạn. Hoặc là bạn vô cái chân đất.net của mình nè. Rồi bạn lên cái đây. À, mình để cái này ra trên đây nè các bạn. Trên cái thanh menu nè, ChatGPT free nè, bạn bấm vô là bạn dùng miễn phí thôi. Rồi, ok. Thì ChatGPT miễn phí này có những giới hạn gì không? Đầu tiên á thì mình sẽ nói là cái này mỗi người, mỗi ngày sẽ có 10 lượt hỏi miễn phí mỗi ngày ha. Đó. Và bạn không cần phải đăng ký cái gì hết các bạn. Vô, xài thôi. Mỗi ngày thì mỗi người có 10 lượt ha. Nếu mà dùng hết thì sao? Nếu mà dùng hết thì nè, nếu mà dùng hết lượt miễn phí thì sao nè? Đổi qua IP khác ha, dùng VPN, Fake IP chẳng hạn, hoặc là đợi qua ngày hôm sau sẽ có lại 10 lượt mới. Còn nếu không thì mua tài khoản ChatGPT ha. Rồi, ok. Đó. Rồi, tại sao lại chỉ có 10 lượt miễn phí? À, thì cái này á, về phía khách hàng, về phía bạn vào web mình, bạn dùng là miễn phí các bạn. Nhưng mà mỗi lần mà bạn hỏi ChatGPT á, thì bên OpenAI nó sẽ trừ tiền mình các bạn. Đó. Thì nó sẽ trừ tiền mình á, nhưng mà nói chung là cái số tiền nó trừ cũng không quá lớn đâu. Ha. À, thì mình có thu nhập này nọ mà, nên mình có thể nuôi được cái này cho các bạn dùng miễn phí mỗi ngày 10 lần ha. Nếu mà nhiều quá, ví dụ như là không giới hạn hay là mỗi ngày 100 lần thì nó nhiều khi
mọi người vô hỏi nhiều quá nó trừ tiền mình ác lắm các bạn ha. Nên mình quyết định là số lượng là mỗi người mỗi ngày được 10 lần. 10 lần hỏi là cũng được nhiều thứ rồi các bạn ha. Rồi, ok. Thì đó giới hạn chỉ vậy vậy thôi, không có nhiều ha. Không cần phải đăng ký vào, mỗi người được 10 lần miễn phí. Đó. Rồi. Tiếp theo là tại sao mình lại tích hợp cái này miễn phí, đem tự nhiên lại đem tiền của mình ra cho thiên hạ. Đó ha. Thì thứ nhất là cái này để cho mọi người đều có thể trải nghiệm miễn phí cái công cụ AI tuyệt vời này ha, ChatGPT. Nó có thể làm được những thứ này đây. Đó. Bạn coi nè. Bạn có thể tự trải nghiệm ha. Rồi. Thứ hai, một cái quan trọng nữa, tại sao lại được mình lại tích hợp miễn phí này cho mọi người dùng? Thì đó thì cái này là một cái cách để mà mình quảng bá cái website của mình, chân đất.net ha. Thì mọi người vô đây, mọi người dùng miễn phí thì mình coi như là mình đỡ tốn tiền quảng cáo ha, hai bên đều có lợi, win-win. Rồi ví dụ như là bạn vô đây rồi bạn có thể tham gia đó, theo dõi những cái kênh của mình, ví dụ như là chân đất blog, chân đất channel ha, rồi chân đất shop, chân đất Discord đó. Rồi bạn có thể mua ủng hộ mình kiểu kiểu vậy, mình cũng không ép hay gì hết đó. Thì ví dụ 100 người có một người cần cái nhu cầu đó thì vào mua thôi đó ha. Thì hai bên đều có lợi, win-win các bạn ha. Đó các bạn có thể dùng được miễn phí đó, thì mình chi tiền ra mình nuôi cái này để các bạn tiếp tục sử dụng. Rồi ok, không ai bị thiệt thòi gì hết ha. Đó hy vọng là mình vẫn nuôi được cái này lâu dài cho mọi người dùng ha. Rồi ok, đó là những cái chia sẻ của mình về cái việc mà sử dụng chat GPT miễn phí tại chân đất blog ha. Nếu mà bạn có thắc mắc gì á cứ để lại comment bên dưới cho mình ha. Đó, mình sẽ từ từ dần dần cải thiện cái này dần. Đó, 10 lượt mỗi ngày là cũng khá là nhiều rồi các bạn. Đó. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Bye bye and good luck.